Đợi mãi. Cô lên trên sofa à? Ừ. Cô lên sofa đi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa. Nghe được tiếng mẹ mình hết khi là. Thế này đúng chưa nhỉ? Lên một tông nữa. Giọng Nhi cao lắm. Nhi à? Ồ. Ngả lưng xong ngủ luôn rồi. Còn ngáy nữa kìa. Còn chẳng ngáy nữa. Để cậu ấy ngủ. Đêm nay còn ca trực ở bệnh viện nữa đấy. Này. May mà lúc chiều tôi chợp mắt được một tí. Chứ không thì mệt chết mất. Nhưng mà vẫn chưa kịp chuẩn bị văn nghệ ấy. Ôi, bọn mình cũng không phải là ba đầu sáu tay. Việc học vẫn là quan trọng hàng đầu. Chứ còn mấy cái hoa lá cảnh đấy, có thì tốt, mà không có thì cũng đành chịu. Sợ thật đấy. Ngày trước nhá, chỉ nhấp ngụm cà phê thôi là về mắt láo liên cả một buổi tối. Thế mà bây giờ uống cả một cốc, mắt cứ díu hết cả lại. Ngày xưa nhá, hồi còn bé tớ thấy bố mẹ tớ uống cà phê xong vẫn ngủ ngon. Tớ còn khen bố mẹ tớ giỏi. Hóa ra lớn lên mới biết là do bọn mình chưa đủ mệt thôi. Cấp cứu theo chị. Ôi. Con ơi đừng làm mẹ sợ con ơi. Em bé bị ngã đầu đập vào góc bàn, mất nhiều máu lắm. Con ơi. Người nhà bệnh nhân ở ngoài giúp em ạ. Con ơi. Con ơi. Con ơi đừng bỏ mẹ con ơi. Lỗi tại mẹ. Em xin lỗi con. Con ơi, mẹ xin lỗi. Bác sĩ ơi, con tôi sao rồi ạ? Em bé đã qua cơn nguy hiểm, chị cứ bình tĩnh ạ. Con ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Một em đưa mẹ bệnh nhân đi làm giấy tờ đi. Để em ạ. Con em ở lại đây nhé. Con thân em bé. Phương ơi. Đẹp ấy, chắc đứa à? Ở đấy mà mơ. Con gấu này là cho em bé nhập viện mổ cấp cứu đêm qua. Hôm nay tỉnh rồi. Thật á? May nhở. Ôi, hôm đấy lúc nhìn rõ tội cơ. Người thì gầy gò, chảy bao nhiêu là máu. Chắc là mẹ em bé mừng lắm đấy. Xem nào. Bọn tớ đây. Ra chỗ tập trung đi. Xem một tí. Chào con. Cô có quà cho con này. Con thích con gấu này không? Cô cho này. Bạn ấy tên là Mật Ong. Con có thích không? Hôm nay con ăn gì chưa? Ngon nhỉ. Đắp chăn thế này có lạnh không? Để cô chỉnh chăn cho nhá. Sao đâu, cô là bác sĩ mà, để cô khám cho. Thế
thế thì cô sẽ khám cho bạn mật ong trước. Đây nha. Bé mật ong ngoan chưa này? Giỏi chưa? Bé mật ong không sợ. Lát nữa cô sẽ thưởng cho bé mật ong một cái kẹo. Thế bạn của mật ong có thích tí nữa cô cho một cái kẹo không nhỉ? Thích đúng không? Thế để cô xem nhá. Chân con bị gì thế này? Cô này, cô làm cái trò gì đấy? Ai cho cô đụng vào người con tôi? Em thấy bé có rất là nhiều vết thương khác. Không em... cần. Chỗ bị thương bác sĩ đã khám rồi. Những chỗ khác con bé không sao cả. Chị ơi, có gì chị nói bé thôi ạ. Chị nói như thế con bé sẽ rất là sợ đấy. Chính cô mới đang làm con bé sợ hãi đấy. Cô đi ra đi. Phương, có chuyện gì đấy? Em thấy bé có rất là nhiều vết thương nên là em định khám lại cho bé ạ. Cô này có phải bác sĩ chăm sóc con tôi đâu. Tại sao ai cũng tự tiện sờ mó vào người bệnh như thế à? Chị ạ, bạn này là học viên quân y, đang thực tập tại bệnh viện, tương lai sẽ trở thành bác sĩ. Bạn kiểm tra cho cháu bé cũng không có gì là sai cả. Không phải bác sĩ giỏi thì đừng có đụng vào con tôi. Đi ra đi. Được rồi, không sao. Nếu mà chị không muốn thì bạn ấy cũng sẽ không hỏi nữa. Chị chăm cháu bé tiếp đi nhé. Tớ thì chạy bở cả hơi tai ra, mà sao cậu lại ngồi đây thảnh thơi thế? Ôi, muốn nghỉ người quá. Sáng nay nhá, tớ được phân công chỉ đứng trực trong người chỉ đường cho bệnh nhân thôi. Nhàn nó thì nhàn. Tớ muốn được bận như các cậu không được. Phương ơi, sao đấy? Sao không nghe bọn tớ nói chuyện gì à? Các cậu này, nếu bây giờ mà phát hiện ra bệnh nhân có vấn đề thì phải làm gì? Vấn đề gì là vấn đề gì? Cậu nói chung thế ai mà biết được. Hy vọng là do tớ nghĩ quá nhiều. Nhưng mà tớ đang nghi ngờ là em bé ở trong phòng cấp cứu bị bạo hành. Cái gì? Sao cậu nghĩ thế? Tớ quan sát thấy trên người em bé có rất nhiều vết thương, mà những vết thương cũ còn có những vết chưa lành hẳn. Ý, trẻ con chạy nhảy xong rồi ngã là chuyện bình thường mà. Còn có nhiều biểu hiện bất thường khác nữa cơ. Cậu nói cụ thể cho nào. Khi mà tớ chạm nhẹ vào người em bé rất là sợ hãi và co rúm người lại. Kiểu như là phản xạ tự nhiên ấy. Thì bây giờ cũng có nhiều đứa trẻ nhút nhát. Nó không quen với người lạ thì nó hành động như thế cũng là phải thôi. Hơn thế nữa nhá. Mẹ của em bé không cho tớ xem các vết thương của em bé, lại còn đuổi tớ ra khỏi phòng. Bây giờ cũng có nhiều bà mẹ không muốn sinh viên thực tập như bọn mình động người con của họ. Cậu không thể cho đấy là dấu hiệu được. Nhưng mà trực giác mách bảo tớ là chuyện này có gì đó không bình thường. Nếu cậu nghi ngờ thì chúng ta không nên bỏ qua được. Nhưng mà nếu điều ấy là thật ấy thì các bác sĩ đã phải phát hiện ra rồi chứ. Các bác sĩ rất là bận rộn, không thể để ý chi tiết như thế được. Hơn nữa nhá, các biểu hiện của em bé không rõ ràng và cụ thể gì cả. Nhưng mà sinh viên như bọn mình ý, cũng đâu có đủ trình độ để phát hiện ra những điều ấy đâu. Mà bây giờ nhá, can thiệp nhiều quá có khi người ta còn ghét. Xong đến lúc đấy người ta báo cáo lên trên thì bọn mình bị phạt. Tớ không thể bỏ qua chuyện này được. Được rồi, từ bây giờ tớ sẽ tự tìm hiểu. Các cậu không liên quan đến vụ này nữa. Phương mà đã quyết định như vậy thì tớ nghĩ là bọn mình cũng nên theo đi. Tớ cũng thế. Này đợi tớ với. Này tớ có bao giờ bỏ đồng đội đâu. Sao phải thái độ này? Sau khi quan sát thì tớ cũng có suy nghĩ giống Phương. Bé có dấu hiệu bị bạo hành. Đúng thế. Con bé nó rất nhút nhát. Hầu như nó từ chối mọi sự giao tiếp với người ngoài. Hễ nhá, chỉ cần ai đến gần nó mà cử động nhẹ thôi, nó giật mình thon thót luôn. Tớ là người rất giỏi dỗ trẻ con.
Thế mà mỗi lần tớ lại gần ấy, mới mỉm cười một cái thôi là nó cứ hoảng hốt xong nó lùi lại phía sau ấy. Nhưng mà khi tớ và Nhi tiếp cận thì con bé lại không hề phản ứng mạnh như thế. Chứng tỏ là... người bạo hành là nam giới. Đúng. Từ khi mà con bé nhập viện, tớ không thấy mặt ông bố đâu luôn. Khổ thân con bé. Chả bao giờ thấy con bé nó cười cả. Suka ơi, đây là tất cả những gì mà cô chú làm cho con đấy. Con có thích không? Thật à? Ừ. Tặng cho con này, để làm bạn với bé mật ong đấy. Ở nhà con đã có bạn chưa? Bố không cho chơi với bạn. Bố không cho chơi đâu. Đi về, đi về. Con thích bóng bay lắm đúng không? Để cô lấy bóng bay lại cho con chơi nhá. Đi về cô. Ôi, sao ở trong viện này có yêu quái này nhỉ? Ôi, sư phụ. Dạ, thưa sư phụ. Đồ đẻ đi xi máy được mấy gói bim bim tặng sư phụ. Xin mời sư phụ ăn bim bim. Chuyện là như thế ạ. Chị có thể giúp bọn em một tay được không ạ? Thực ra câu chuyện cũng chưa có kết luận rõ ràng nên là cũng rất khó em ạ. Chính vì thế cho nên em mới nhờ chị giúp. Con bé còn quá nhỏ và sợ hãi. Bây giờ nếu có người có thể ngăn cản được thì chỉ có thể là mẹ của bé thôi ạ. Nhưng mà tại sao em không nghĩ chính bà mẹ bạo hành con bé? Thứ nhất, em thấy con bé khá là sợ đàn ông, cho nên em nghĩ người bạo hành là nam giới. Và thứ hai, ngay ngày con bé nhập viện, mẹ của bé đã khóc và liên tục xin lỗi, cho nên em nghĩ chị ấy vẫn rất là yêu thương con. Chỉ là thiếu một chút can đảm. Em mong là con bé có thể tiếp thêm sự can đảm đấy cho mẹ. Giấy tờ của bệnh Nhi có vài chỗ cần khai lại. Chị ra ngoài làm cùng tôi luôn nhé. Vâng. Đã bao lâu rồi chị không được nhìn con bé cười như thế này. Ai ngờ những ngày ở bệnh viện lại là những ngày thoải mái, vui vẻ nhất của con bé. Có phải như vậy không? Tôi là một người mẹ tồi. Tôi không xứng đáng là mẹ của con bé. Tôi không bảo vệ được con bé. Chị là người hiểu rõ nhất nguyên nhân tại sao con bé bị như vậy. Chẳng lẽ chị cứ để những chuyện này tiếp tục? Chị có thể nói ra nguyên nhân em bé bị như vậy hay không là quyền của chị. Nhưng nếu chị thực sự yêu thương con bé, chẳng lẽ chị tiếp tục nhẫn tâm để con bé bị như vậy hay sao? Tôi cả chị nữa. Chị có thể chịu đựng được. Nhưng em bé kia còn quá nhỏ. Chị cứ suy nghĩ kỹ đi. Rồi, quay đi. Nhà này cứ mệt giả vờ thôi. Máy vẫn chạy. Rồi, máy. Cấp cứu, theo chị. Bố chặt nó vào. Chặt nó vào. Mọi người cấp cứu nhiều ngay. Bắt đầu. Ôi dồi, tóc tai xấu quá. Nắm nào nhỉ? Dạ thưa sư phụ, đồ đệ đi xin má mới được mấy gói bim bim. Mời sư phụ ăn. Máy mà thu lại lại.